Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Cảm ơn quý vị luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng với chúng tôi mỗi ngày vào cái khung giờ này. Và nếu như mà để ý kỹ một chút thì 18 giờ, 6 giờ chiều cũng là khung giờ bản tin của chúng tôi, cũng là một cái giờ rất là đẹp, một khoảnh khắc đặc biệt của không gian và thời gian, đó chính là hoàng hôn. Và hoàng hôn ở tại Hà Nội vào mùa thu là một thời điểm mà chúng ta khó mà có thể bỏ lỡ, đúng không ạ? Có rất nhiều khán giả chắc chắn là sẽ thắc mắc và đặt câu hỏi là MC của đài truyền hình Hà Nội làm việc với khung giờ muộn như thế này thì có được ngắm hoàng hôn hay không? Thì tại tháp Hà Nội, thưa quý vị, nơi mà chúng tôi đang thực hiện ghi hình trực tiếp đây, cũng là một địa điểm cực kỳ đẹp để có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Và Đỗ Hương sẽ bật mí điều đặc biệt này về hoàng hôn từ tháp ở Hà Nội ngay ở cuối chương trình ngày hôm nay. Vâng, và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn những hình ảnh lãng mạn và bình yên của Hà Nội trong chiều hoàng hôn. Những ngày này, khi chiều thu buông xuống, Hà Nội như được bao phủ bởi một lớp dáng vàng đầy mơ màng và lãng mạn. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời cuối ngày mang đến khoảnh khắc kỳ diệu trong nhịp sống Hà Nội. Tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng về cuộc sống bình yên và đầy chất thơ của một Hà Nội trong chiều hoàng hôn. Vâng, thủ đô Hà Nội của chúng ta vừa mới trải qua một cái cơn mưa chợt cuối hạ, và những cái cơn mưa rào xóa tan những cái oi ả nóng bức của ngày hè. Thế nhưng như mọi khi thì sau cơn mưa trời lại sáng, và trong cái không khí mát mẻ đó thì một vẻ đẹp mới của thành phố đang dần hiện lên, thưa quý vị. Và chúng ta đang bước vào một buổi chiều hoàng hôn của Hà Nội, nơi mà từng góc phố, từng con đường lại được khoác lên mình một chiếc áo mới dịu dàng và quyến rũ hơn bao giờ hết. Và chị Trang này, chị có nhận thấy là vào mùa thu thì hoàng hôn thường là sẽ có vẻ đẹp hơn các mùa khác không ạ? Vâng, tôi rất đồng ý với chị Hương. Đúng là mùa thu thì quả thật là mang đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp khác biệt và rất là đặc biệt khi mà hoàng hôn buông xuống. Và tôi thấy khi mà mùa hè, khi mà ánh sáng hoàng hôn buông xuống thì dường như là hay bị che khuất bởi ánh sáng của mặt trời hoặc là cái sự ngột ngạt, hơi nóng bức. Chút. Vâng. Dạ. Nhưng mà trong mùa đông thì hoàng hôn thì lại có phần lạnh lẽo và đôi khi là lại đột ngột biến mất rất là nhanh, nên là chúng ta sẽ không được cảm nhận được hoàng hôn. Còn hoàng hôn của mùa thu thì thường có ánh sáng mềm mại này, có màu sắc nhẹ nhàng hơn, và tôi nghĩ rằng đó có thể là do không khí của mùa thu thì rất là mát mẻ. Và nếu chúng ta để ý một chút thì khoảng cái thời gian này thì người dân Hà Nội của chúng ta thì vô cùng yêu thích, thậm chí là hiện nay thì tôi thấy các bạn trẻ còn đang có trend là cùng nhau đi ngắm hoàng hôn. Chị Hương có thấy cái điều đấy không ạ? Dạ vâng, cũng chính vì thế mà nếu mà nói không ngoa thì có thể cho rằng mùa thu chính là cái thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta có thể tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn. Với khung cảnh mùa thu với lá vàng rơi, không khí trong lành và một cái ánh sáng vô cùng ấm áp thì thực sự mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm không thể bỏ lỡ được. Và đó có thể coi là một phần không thể thiếu của mùa thu thủ đô. Và nhắc đến việc ngắm cảnh hoàng hôn ở Hà Nội, chúng ta không thể kể tới đó chính là Hồ Tây, đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Hồ Tây của chúng ta thì khi mà vào lúc hoàng hôn thì quả thật là rất là đẹp. Tôi thật sự rằng là tôi nghĩ rằng không có một cái từ nào có thể tả hết được cái vẻ đẹp của hoàng hôn ở Hồ Tây. Thực sự khi mà hoàng hôn ở Hồ Tây thì chúng ta có thể coi như đó là một món quà rất là đặc biệt mà thiên nhiên dành tặng riêng cho thành phố Hà Nội. Và tôi phải thừa nhận rằng là mỗi lần mà khi mà tôi đi qua Hồ Tây vào khi mà đúng cái thời khắc hoàng hôn buông xuống thì cảm giác như mọi thứ ở xung quanh bỗng trở nên rất là bình yên, rất là lãng mạn hơn rất là nhiều. Thơ mộng nữa đúng không ạ? Và tôi thì tôi cũng không nhớ rõ là mình có bao nhiêu bức ảnh check-in ở tại Hồ Tây rồi. Đây ví dụ như bức ảnh này ạ. Bởi mỗi lần khi mà đến đây thì tôi lại có cái cảm nhận một cái điều gì đó rất là khác biệt, và mỗi cái bức ảnh ở Hồ Tây thì cũng đều mang một cái ánh sáng rất là ấm áp và rất là khác lạ, một cái cảm giác rất là đặc biệt mà không ở đâu có được. Và không chỉ là ánh sáng hoàng hôn đâu, thưa quý vị, mà cái không khí trong lành này, những cái làn gió nhẹ nhẹ của Hồ Tây thì cũng góp phần tạo nên những cái trải nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai, rất là thoáng đãng, rất là dễ chịu, đúng không ạ? Và có lẽ chính vì lý do này mà rất nhiều những cặp đôi họ chọn Hồ Tây để chờ hoàng hôn, ngắm hoàng hôn, không chỉ để ngắm cảnh đâu mà còn để cảm nhận cái sự lãng mạn và không gian thư giãn ở nơi đây. Và thậm chí thì Hồ Tây còn là một cái lựa chọn rất là phổ biến cho những bức ảnh cưới, bởi cái không khí và cảnh sắc thì quả thực mang lại một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên và lãng mạn. Vâng, thực sự là đúng là như vậy chị Hương ạ. Hồ Tây thì không chỉ là thu hút những người muốn tìm đến một cái không gian bình yên hay là lãng mạn đâu, mà còn là một điểm đến lý tưởng để cho các cặp đôi, giống như chị Hương vừa nói, để có thể lưu giữ lại những bức ảnh đáng nhớ của cuộc đời, đó chính là ảnh cưới. Và Hồ Tây còn là điểm đến yêu thích cho những bữa tiệc nhỏ, những buổi hẹn hò, hoặc là đơn giản là những buổi chiều dạo bước để chúng ta có thể tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn.
Chính vì những điều đó mà Hồ Tây sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong danh sách những địa điểm đến yêu thích của người Hà Nội. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá vẻ đẹp đặc biệt này và cảm nhận sự quyến rũ của Hồ Tây trong ảnh hoàng hôn. Giữa không gian của một đô thị đang phát triển, Hồ Tây là một địa điểm hiếm hoi để người dân Hà Nội ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất thủ đô Hà Nội, có diện tích hơn 500 hectare với chu vi khoảng gần 15 km, riêng chiều dài đường ven hồ khoảng 17 km. Với không gian thoáng đãng, Hồ Tây là một địa điểm được nhiều người tìm đến để tận hưởng những phút giây bình yên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê đắm của thiên nhiên khi hoàng hôn buông xuống. Tranh thủ thời tiết đầu thu dịu mát, anh Tuấn Anh đưa vợ đi chụp ảnh. Thường đi làm qua khu vực này, nhưng rất hiếm khi anh đón khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp thế này. Mấy hôm nay mình thấy lướt các kênh social, thì thấy các bạn trẻ là chụp ảnh với những cái hoa ở đầu thu rất là đẹp. Thế là hôm nay mình cũng tranh thủ có thời gian. Hai bọn mình là cũng đi qua đây thấy những cái gánh hoa ở xung quanh đấy rất là đẹp. Là mình cũng ghé vào mua một bó hoa và chụp ảnh. Mình thì cũng đi khá là nhiều tỉnh rồi và mình thấy là khi mà vào thu ấy thì ở Hà Nội mình cảm thấy cái thời tiết rất là dễ chịu, và đặc biệt là cái khung thời gian hoàng hôn ở Hà Nội rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Từ tỉnh Bến Tre ra thăm Hà Nội, đã tham quan nhiều thắng cảnh, nhưng anh Vinh Khoa vô cùng ấn tượng với cảnh sắc hoàng hôn Hồ Tây. Thực sự thì buổi chiều ở Hồ Tây rất là đẹp, cái hoàng hôn của nó rất là đẹp, ánh nắng nó, mình thích chụp ngược sáng ấy, cho nên là ánh nắng ở đây nó cái không gian rất là lớn, cho nên là sẽ cảm thấy nó sẽ mềm mại và rất là đẹp. Hoàng hôn thì ở mỗi nơi sẽ có một vẻ đẹp riêng, nhưng ở Hồ Tây là một vẻ đẹp rất là lãng mạn. Theo một số nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh hoàng hôn ở Hồ Tây, cứ những ngày nắng gắt trời xanh không một gợn mây là chắc chắn chiều hôm đó hoàng hôn ở Hồ Tây vô cùng rực rỡ. Bởi thế mà những ngày cuối tuần, các bạn trẻ cũng như các nhiếp ảnh gia ở thủ đô lại rủ nhau lên Hồ Tây. Em thì Hồ Tây nó mang một cái cảm xúc rất là đặc biệt, bởi vì là thứ nhất là quang cảnh nó rất là rộng và cái ánh sáng của nó rất là đẹp nữa. Bên cạnh đó thì ở đây nó cũng gắn liền với một số kỷ niệm rất là đẹp với em. Là em cũng đi ra đây em chụp khá là nhiều và kiểu em cũng là còn lưu luyến nhiều thứ. Về nghề nghiệp tương lai của em thì em mong muốn được làm một nhiếp ảnh gia hoặc chí ít thì cũng làm về ngành truyền thông, kiểu phóng viên hay cameraman gì đó. Thế nên là hôm nay em vác máy đi để tập luyện cho cái ước mơ đấy của mình. Em xem hoàng hôn ở trên Facebook, người ta chụp ảnh Hồ Tây rất là nhiều. Em cũng hay đi qua cái cung đường Hồ Tây này và em cũng thấy hoàng hôn rất là đẹp. Hôm nay em quay lại đây để chụp vì thời tiết nó dễ chịu hơn. Quý vị, với một chiếc điện thoại có mặt tại Hồ Tây vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ thì chúng ta có thể dễ dàng có được những bức ảnh hoàng hôn. Hoàng hôn thì chỉ kéo dài khoảng 30 đến 40 phút thôi. Chúng ta có thể vừa ngắm cảnh hoàng hôn, vừa tận hưởng chút gió mát từ mặt hồ thổi vào. Và hoàng hôn bình thường thì đã đẹp rồi, nhưng với tôi và với nhiều người Hà Nội có thể tự hào mà nói rằng ngắm hoàng hôn Hồ Tây chính là một trong những đặc sản của Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có được. Cảnh sắc ấn tượng với màu xanh, cam, vàng rực cháy trộn lẫn vào nhau.
hoàng hôn ở Long Biên không chỉ là sự kết hợp hài hòa giữa ánh chiều và bầu trời mênh mông, mà còn là sự hòa quyện tinh tế giữa di sản lịch sử và cuộc sống hiện đại. Thông thường muốn ngắm thời khắc mặt trời lặn ở khu vực này thì người ta thường đứng trên cầu hay loanh quanh ở bờ đê ven sông. Còn gì thích thú bằng việc vừa nhâm nhi ly cà phê hay những món ngon miệng lại vừa được nhấm nháp từng giọt hoàng hôn khuất sau đỉnh cây cầu Long Biên. Đó sẽ là một không gian rất đỗi bình yên và lãng mạn giữa lòng phố thị hối hả, vội vã. Ngắm hoàng hôn từ cầu Long Biên là một trải nghiệm đặc biệt, mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh vừa cổ kính vừa huyền bí. Khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, ánh sáng vàng cam phủ lên khắp cầu sắt, tạo nên một hiệu ứng rực rỡ, làm nổi bật những chi tiết của công trình lịch sử này. Mặt trời chậm chậm lặn xuống chân trời, ánh sáng phản chiếu lên dòng sông Hồng, biến mặt nước thành một tấm gương lấp lánh, nơi những tia sáng cuối cùng chạm vào những con sóng nhẹ nhàng. Ngắm hoàng hôn từ cầu Long Biên là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi thời gian như ngừng lại để bạn thưởng thức vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng sâu lắng của cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, đình Chèm không chỉ nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và giá trị văn hóa, mà khi ánh hoàng hôn buông xuống, nơi đây cũng mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Với không gian yên bình và tĩnh lặng, đình Chèm đã trở thành một điểm đến vô cùng lý tưởng để có thể cảm nhận vẻ đẹp của buổi chiều tà Hà Nội. Vâng, đúng như những gì chị Hương vừa nói, vào hoàng hôn thì đình Chèm như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mềm mại và ấm áp. Các chi tiết kiến trúc của đình, từ những cột gỗ đến các họa tiết trang trí thì đều được tắm trong ánh sáng vàng dịu và tạo nên một cái không gian rất là lãng mạn và thanh bình. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị chưa biết thì không khí tại đình Chèm vào lúc hoàng hôn thì cũng rất đặc biệt. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ kính của đình và ánh sáng hoàng hôn thì đã tạo nên một cảm giác thư thái và dễ chịu. Đặc biệt là từ đây thì quý vị có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu vực xung quanh với màu sắc của thiên nhiên, của sự tĩnh lặng của không gian. Đó chính là lý do mà nhiều người cũng đã tìm đến đây để tìm kiếm sự bình yên và cảm giác hòa mình vào trong lịch sử. Để ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất vào mùa hè, các bạn trẻ thường có mặt tại đây từ lúc 5 giờ đến 6 rưỡi chiều. Ngắm cảnh hoàng hôn tại đình Chèm là địa điểm mới được giới trẻ phát hiện qua các video trên các mạng xã hội. Có lẽ không có ai tới nơi này mà không trầm trồ trước vẻ đẹp đầy chất thơ. Các bạn trẻ đã đưa khung cảnh đẹp của nơi đây vào những bức ảnh đẹp của họ. Và vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn buông nhẹ trên mái đình cổ kính, trên những bức tường rêu phong, cảnh vật dường như lắng đọng trong khoảnh khắc này. Bóng dáng của đình Chèm hòa quyện hoàn hảo với vẻ đẹp của ánh hoàng hôn, khiến mảnh đất địa linh ven sông Hồng càng thêm lung linh, huyền bí. Mặt hồ trước đình Chèm lấp lánh dưới ánh sáng vàng cam, phản chiếu những tia sáng cuối cùng và tạo nên một mặt nước lấp lánh như gương. Những hàng cây cổ thụ xung quanh cũng được nhuộm sắc đỏ cam, làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ kính của ngôi đình. Âm thanh của gió nhẹ và tiếng chim hót thưa thớt tạo nên một bản nhạc hòa quyện, khiến tâm hồn như được thả lỏng và thư thái. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa kể đến hoàng hôn trên đình Chèm, hoàng hôn trên cầu Long Biên. Và ở Hà Nội thì còn có một địa điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp, đó là ở trên sông Hồng. Mùa thu trên sông Hồng thì có một vẻ đẹp rất riêng, rất đặc biệt. Ánh sáng hoàng hôn thì kết hợp với không khí trong lành của mùa thu đã tạo nên một cảnh sắc vừa bình yên lại vừa lãng mạn. Chị Hương ạ, tôi nhớ rằng là có lần tôi đã có kỷ niệm là ngồi dưới buổi chiều mùa thu, dưới ánh hoàng hôn cùng với cả bạn bè và gia đình. Và tôi thấy rằng cái cảm giác ngồi trong cái không gian để có thể ngắm cảnh và cái bầu không khí như thế thì thật sự là rất là tuyệt vời và đã để lại trong tôi rất là nhiều kỷ niệm. Một cái không gian rộng đúng không ạ? Có lẽ chính sự dịu dàng của mùa thu tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ giúp cho chúng ta cũng dễ dàng kết nối với nhau và tận hưởng những cái khoảnh khắc đẹp đó như chị Trang nói. Và mùa thu ở trên sông Hồng thì có lẽ cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho mọi người có thể thư giãn và tận hưởng những giây phút bên gia đình và bạn bè. Một không khí trong lành, cảnh sắc rộng rãi và sự ấm áp của ánh sáng hoàng hôn cũng làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Và nếu quý vị chưa từng thử ngắm hoàng hôn trên sông Hồng vào mùa thu này, hãy dành thời gian để trải nghiệm đi ạ. Đây là cơ hội để cho chúng ta có thể cảm nhận sự thanh bình và những kỷ niệm của chiều thu hoàng hôn bên sông Hồng.
ở Hà Nội có lẽ không nơi nào hoàng hôn buông xuống đẹp như trên sông Hồng. Những buổi chiều lấp lánh ánh vàng rực rỡ bên dòng sông Mẹ một phần nào mang lại sự cân bằng sau một ngày với bộn bề và náo nhiệt ở thành phố. Ánh hoàng hôn như rắc vàng trên mặt sông Hồng tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp cho những bức ảnh của các bạn trẻ. Hoàng hôn trên sông Hồng không chỉ là một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ mà còn là một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc khiến trái tim rung động và tâm hồn lắng đọng. Vâng, giống như chia sẻ từ đầu chương trình, có lẽ rất là nhiều khán giả cũng tự hỏi là với cái lịch làm việc dày đặc của các MC, các biên tập viên tại Đài Truyền hình Hà Nội vào khung giờ muộn như thế này thì liệu chúng tôi có được cơ hội để ngắm hoàng hôn hay không? Thực ra thì không phải lúc nào chúng ta cũng có cái cơ hội để thưởng thức và vẻ đẹp của hoàng hôn ở những địa điểm rất là đẹp chúng ta vừa nêu lên do lịch trình làm việc cũng khá là dày đặc. Thế nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi có may mắn có mặt tại địa điểm vô cùng đặc biệt này, đó là tháp truyền hình Hà Nội, nơi mà chúng tôi đang thực hiện ghi hình trực tiếp. Vâng, thưa quý vị, tháp truyền hình Hà Nội thì không chỉ là nơi làm việc của chúng tôi đâu, mà còn là một địa điểm ngắm cảnh hoàng hôn cũng rất là tuyệt vời. Và thực tế, chính tại nơi đây thì chúng tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn một cách rất đặc biệt. Từ đài quan sát của tháp truyền hình thì có thể nhìn thấy thành phố mở ra trước mắt với những khu phố đông đúc, các con đường hay là các công viên. Và cảnh quang hoàng hôn ở đây thì thật sự là một bức tranh đẹp và rộng lớn, giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được sự phát triển của thủ đô. Và thực sự khi mà làm việc ở tại một địa điểm đẹp như thế này cũng là một phần thú vị trong công việc của chúng tôi, quý vị ạ. Và trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều những phóng viên ảnh, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi lại hình ảnh tháp Đài Hà Nội của chúng tôi từ xa. Và sau khi xem clip dưới đây có lẽ quý vị cũng sẽ cảm nhận được một phần vẻ đẹp của hoàng hôn mà chúng tôi đang chứng kiến từ đây. Cũng như những phóng viên truyền hình, công việc của chúng tôi luôn phải đối mặt với nhiều áp lực về deadline và cường độ làm việc. Khoảng thời gian cuối ngày, ngắm hoàng hôn từ ngôi nhà thứ hai này luôn mang lại cảm xúc mới mẻ và năng lượng tích cực cho chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều địa điểm để chúng ta có thể chọn cho mình cái nơi để ngắm hoàng hôn tại Hà Nội. Và tôi thì tôi thường chọn nơi này là nơi cao nhất của cơ quan mình làm việc, tháp Đài Truyền hình Hà Nội. Và quý vị có thể thấy là sau lưng tôi, mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà cao tầng. Và cái cảm giác lúc này tôi cảm thấy rất là lãng mạn và bình yên giữa thành phố ồn ào và hiện đại. Khi mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, ánh sáng cuối ngày bắt đầu bao phủ thành phố Hà Nội bằng một lớp ánh sáng vàng cam ấm áp. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố khi ánh sáng dần tắt. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời phản chiếu lên các tòa nhà cao tầng, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và lôi cuốn. Đặc biệt, sự chuyển mình của ánh sáng trong khoảng thời gian này không chỉ là một sự thay đổi về màu sắc, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc. Tạm gác lại những lo toan hàng ngày để hòa mình vào sự yên bình và kỳ diệu của cuộc sống. Đây là một khoảnh khắc để thưởng thức, để cảm nhận và để lưu giữ trong trái tim mỗi người như một phần không thể quên của cuộc sống.